Tôi quyết định là nấu một bữa tô phở hôm nay là cho các bạn, tại vì là bữa tô phở là có thể nói là liên kết thức ăn Việt Nam, ẩm thực Việt Nam và ẩm thực của Pháp. Loại thịt này là phải sử dụng cùng với cá này và tôi quên. Sáng nay là cần mua cái su hào là bát củ được không? Và cái cà rốt à? Và tỏi tây à? Có tỏi tây à? Ok. Dạ. Cảm ơn ạ. Đây là một món ăn của thịt bò và có nước và thịt được hầm vài tiếng, cũng có là gia vị và cũng dùng là rau củ, và cái rau á là không nấu cùng với cái thịt vì thịt là hầm 3 tiếng. Thơm lắm ạ. Bộ tô phở sẵn sàng rồi. Ok, trong cái bộ tô phở của tôi có 3 loại thịt, vì có ảnh hưởng của Việt Nam là tôi cũng dùng cái su hào, bỏ tay là đổ vào nước dùng nhá, tiêu Việt Nam. Đấy, như thế này là được hầm 3 tiếng kiểu Pháp, và cũng có cái thịt tái kiểu Việt Nam cùng một lúc nè. Đây là một suất bộ tô phở của đại sứ quán nào.